Thưa quý vị, gần đây các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường vào viện trong tình trạng rất nặng, sốc tổn thương đa cơ quan, khả năng tử vong rất cao. Qua xét nghiệm khám lâm sàng thì điểm chung của những bệnh nhân này là đều sử dụng loại thuốc nam không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa chất cấm trị tiểu đường do tự ý mua ở ngoài. Ghi nhận của phóng viên tại các bệnh viện. Suốt một thời gian dài, bệnh nhân 65 tuổi ở Đồng Tháp vô cùng khổ sở vì sống chung với căn bệnh đái tháo đường type 2. Thế nhưng từ khi sử dụng loại thuốc gia truyền của một thầy lang mà hàng xóm mách, ông cảm thấy khỏe hơn rất nhiều vì đường huyết ổn định. Tuy nhiên, không lâu sau, ông liên tục có các triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi, ngất xỉu liên tục và được nhập bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một tuần điều trị tích cực, ông đã qua cơn nguy kịch. Mấy ngày trước thì là bị cũng như không muốn ăn, rồi ba thấy mệt cho người chở qua bệnh viện thì ba bị ngất luôn, nhưng mà mua thuốc đó uống thì ba uống cũng mấy năm nay rồi. Cái thuốc đó là ba mua thì không biết, nhưng mà ba nói là ba uống thuốc đó là ba thấy khỏe. Rồi cũng ở nhà cũng có ngăn cản, nhưng mà ba nói nhờ thuốc uống thấy khỏe được hơn, đường không có tăng lên. Những trường hợp này tại bệnh viện Chợ Rẫy chưa phải ngoại lệ. Trong những năm qua, Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tiếp tiếp nhận các trường hợp sử dụng các loại thuốc chứa chất cấm thành phần fenfluramine đã bị cấm lưu hành trên thế giới hơn 50 năm nay vì có hàng loạt ca tử vong liên quan đến nhiễm axit lactic khi dùng thuốc này. Và cuối năm 2019, Bệnh viện Thống nhất cũng cho biết có một bệnh nhân tử vong cũng vì sử dụng loại thuốc nguy hiểm này. Về mặt quản lý thì tôi thấy như thế này, tức là khi một cái thuốc mà đã cấm lưu hành rồi thì tại sao lại lưu hành được? Ta mua về để ta tán ra, ta pha vào trong cái thuốc đông y để cho người dân người ta không biết ta sử dụng, sinh ra những cái biến cố chết người. Đó, thế như vậy là đòi hỏi là về bên chỗ mà quản lý dược á, phải thanh tra kiểm soát thường xuyên và có cái chế tài xử phạt nặng. Cái nguồn gốc những cái thuốc thì theo tôi biết thì cũng mấy thầy thuốc nam thì thường cũng pha trộn những nhập từ nguồn gốc từ bên Trung Quốc thì để trộn vô để điều trị thì nó có fenfluramine, người ta có một biến cố gì, người ta cảm thấy chán ăn, mệt mỏi hoặc là sốt hay hoặc là tình trạng tổn thương thận nó xảy ra nữa thì cái ngộ độc fenfluramine nó sẽ dễ xảy ra hơn. Cũng theo thông tin cập nhật từ các bệnh viện tuyến đầu này, hàng năm mỗi bệnh viện tiếp nhận vài chục bệnh nhân đến nhập viện vì sử dụng loại thần dược trị đái tháo đường này, hầu hết rơi vào đối tượng từ 40 tuổi trở lên. Đây là nhóm đối tượng dễ bị tiểu đường, thường có bệnh nền khác sẵn, nên các bác sĩ khuyến cáo khi bệnh nhân bị tiểu đường cần đến gặp bác sĩ khám và tư vấn điều trị khoa học, không nên tự ý mua thuốc trôi nổi.